Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện phấn đấu có 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. 100% đơn vị hành chính cấp huyện có đủ 3 thiết chế văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao và du lịch, bảo tàng, thư viện. 80% đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao. 100% đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn có điểm sinh hoạt vui chơi dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng. 50% thị trấn đạt chuẩn văn hóa đô thị tiêu biểu. 70% khóm ấp giữ vững danh hiệu văn hóa tiêu biểu, 80% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 100% tư liệu hiện vật được bảo tàng cấp huyện thực hiện số hóa, 80% gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu hạnh phúc. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào, gắn thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.